Hội Chữ thập đỏ phường Lê Bình, quận Cái Răng vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2021-2026. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội Chữ thập đỏ phường Lê Bình đã phát triển 39 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 272 người. Hội vận động được 11 tổ chức, 7 cá nhân hỗ trợ thường xuyên cho 234 lượt địa chỉ nhân đạo với số tiền 460 triệu đồng. Tổ chức cấp phát 3.348 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn thông qua phong trào Tết Nhân Ái. Tổ chức các hoạt động tháng nhân đạo tổng trị giá 492 triệu đồng. Tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và các hoạt động chăm sóc sức khỏe và sơ cấp cứu cộng đồng của hội đã hỗ trợ cho 5.230 lượt người trị giá hơn 195 triệu đồng. Vận động bảo hiểm xã hội tự nguyện được 43.126 lượt người tham gia, tiếp nhận 164 đơn vị máu thông qua các cuộc vận động hiến máu tình nguyện. Hội nghị nhận được ý kiến chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ quận Cái Răng và lãnh đạo phường Lê Bình cùng hai ý kiến tham luận. Ngoài ra, hội nghị cũng tổ chức phát 10 phần quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.